Chào quý vị và các bạn, Hoàng Liên Sơn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lâm Đồng 168 giờ của báo Lâm Đồng điện tử. Thưa quý vị, nhân dịp Giáng sinh 2013, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến Tòa Giám mục Đà Lạt và các cơ sở tôn giáo chúc mừng và chia sẻ niềm vui mùa Giáng sinh, nhiều an lành và hạnh phúc đến giám mục, các chức sắc công giáo và toàn thể giáo dân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng bày tỏ mong muốn giám mục, các linh mục, tu sĩ và giáo dân tiếp tục đồng hành cùng Đảng và Nhà nước, chính quyền nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 253 trường tiểu học, 2.797 lớp với hơn 77.000 học sinh được học trên 5 buổi mỗi tuần và 2 buổi mỗi ngày. So với năm học trước, tăng 25 trường, 202 lớp và 5.546 học sinh. Có 32 trường áp dụng mô hình trường học mới VNEN. Đến tháng 12 năm 2013, Lâm Đồng đã có 119 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 46,9%, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đến thăm và tặng bằng khen cho cô giáo Trần Thị Hoa, nguyên giáo viên trường tiểu học Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Dù bị liệt nhưng suốt 16 năm qua, từ năm 1997 đến nay, cô vẫn cố gắng dạy lớp học tình thương, không thu học phí của học sinh nghèo. Cô giáo Trần Thị Hoa, mặc dù bị tai nạn gãy cột sống, bị liệt phải nằm một chỗ, nhưng yêu nghề, yêu trẻ, nên dù bị liệt, cô đã tự nguyện mở lớp học tình thương tại nhà, dạy các cháu bị tật nguyền và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không thu học phí. Đoàn của Bộ đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng số tiền 10 triệu đồng. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 5 triệu và Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa gửi tặng 5 triệu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định nhằm khống chế mức tăng giá cước vận tải dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Theo đó, các đơn vị vận tải chỉ được phép tăng giá vé từ 35-60% so với ngày thường. Với các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung, miền Bắc, mức phụ thu tối đa không vượt quá 60% cước giá vé. Thời gian áp dụng đối với tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra miền Trung, miền Bắc là từ 20-29 tháng 1 năm 2014 ở các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và từ ngày 1-9 tháng 2 năm 2014 ở đầu bến trên địa bàn các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Các tuyến đi liên tỉnh còn lại chỉ được phụ thu tối đa không quá 35% cước giá vé và áp dụng từ ngày 25-30 tháng 1 2014 đối với các đầu bến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các đầu bến trên địa bàn tỉnh khác đi đến Lâm Đồng và ngược lại áp dụng mức phụ thu này từ ngày 5-9 tháng 2 2014. Phủ sóng Wi-Fi miễn phí khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt. Ông Huỳnh Minh Hải, trưởng phòng bưu chính viễn thông của Viễn thông Lâm Đồng cho biết, hiện có 5 trạm Wi-Fi đã được lắp đặt ở những khu vực công cộng, đông khách du lịch là chợ Đà Lạt, quảng trường Lâm Viên, vườn hoa thành phố, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch và khu vực bưu điện thành phố. Tốc độ đường truyền là 512 kB, phủ sóng trong vòng bán kính khoảng 300 m. Mỗi trạm cùng một lúc băng thông cho phép hơn 1.000 người truy cập. Sau thời gian thử nghiệm, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, sẽ có kế hoạch nâng cấp, mở rộng phạm vi phục vụ. Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5 và Tết Giáp Ngọ 2014, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt khai trương công viên hoa 2,5 hectare để đón khách tham quan. Sản phẩm mới này nằm trong dây chuyền sản xuất hoa gắn với phát triển du lịch của công ty. Điều khác biệt là toàn bộ khu vực du lịch ở Rừng Hoa Đà Lạt đều được miễn phí vé tham quan. Nhưng theo Giám đốc Nguyễn Đình Sơn thì đây là một trong những hình thức xúc tiến thương mại hiệu quả của công ty chúng tôi. Nhiều hợp đồng xuất khẩu hoa đã tiến hành ký kết từ môi trường du lịch này. Ông Phạm Ết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trong năm 2013, tại Lâm Đồng có 8 dự án vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 20 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu mới thống kê, số dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 110 dự án của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký dự án vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Diện tích đất sử dụng là 4.246 hectare và 183 hectare mặt nước. Trong đó đã thực hiện đầu tư 240,17 triệu đô la Mỹ,
bằng 48,79% vốn đăng ký. Đồng thời, có 46 dự án vốn đầu tư trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong năm qua, với tổng vốn đăng ký 2.117,8 tỷ đồng. Các dự án này có quy mô diện tích trên 1.635 hectare. Đà Lạt được trời cho khí hậu ôn hòa, đất quanh năm nhiều độ ẩm, lý tưởng cho muôn loài hoa quanh năm khoe sắc, tỏa hương. Khi được tác động bởi công nghệ giống mới, quy trình sản xuất mới, hoa Đà Lạt đã không ngừng phát huy lợi thế so sánh, nâng giá trị thu nhập, xứng đáng ở ngôi vương so với các vùng miền khác trong nước và khu vực. Hoa Đà Lạt phát triển đa dạng về chủng loại, được canh tác đạt các tiêu chuẩn về quy mô và chất lượng, nên cần có sự bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận để khẳng định giá trị trên thương trường. Từ yêu cầu khách quan đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã cấp chứng nhận nhãn hiệu độc quyền hoa Đà Lạt đối với hoa địa lan cho 34 tổ chức cá nhân vào tháng 4 năm 2012 và đối với 5 loại hoa hồng, cúc, cát tường, cẩm chướng, lây ơn cho 42 tổ chức cá nhân vào cuối tháng 11-2013. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu thể thao và sân vận động 20.000 chỗ ngồi đã chính thức được khởi công tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Lạt vào sáng ngày 24 tháng 12 vừa qua. Nằm trên diện tích đất của khu Nghĩa Trang số 4 cũ, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh có tổng diện tích gần 40 ha với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, gồm các hạng mục chính là Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia dành cho thi đấu, luyện tập thể thao đỉnh cao, diện tích hơn 10 ha do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Xây dựng cơ sở hạ tầng khu thể thao gồm sân vận động 20.000 chỗ ngồi do tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư và xây dựng khu hoạt động văn hóa giải trí với trên 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. 2 nghệ sĩ được vinh danh là công dân tiêu biểu của Đà Lạt đó là nhạc sĩ Đình Nghĩ và họa sĩ Vi Quốc Hiệp, đại diện cho hơn 240 văn nghệ sĩ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, được thành phố Đà Lạt vinh danh trong số 120 công dân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhân kỷ niệm Đà Lạt 120 năm hình thành và phát triển. Tình yêu Đà Lạt và tài năng của nhạc sĩ Đình Nghĩ đã được khẳng định qua rất nhiều tác phẩm có sức sống trong lòng công chúng như Say Trăng, Hoa Lang Biang, Khoảng Trời Hoa Nắng, Từ Khúc Ban Chiều, Mưa Qua Phố. Tên tuổi họa sĩ Vi Quốc Hiệp gắn liền với hoa, với sương và biệt thự cổ Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt đang bước vào tuần văn hóa du lịch năm 2013 với 3 sự kiện lớn là năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên Đà Lạt, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5. Những ngày này Đà Lạt đẹp và lung linh hơn với hàng trăm loại hoa khoe sắc, không khí lễ hội rộn ràng khắp các cung đường thành phố Đà Lạt. Dự kiến trong 5 ngày diễn ra lễ hội, từ 27 đến 31 tháng 12, mỗi ngày Đà Lạt sẽ đón khoảng 15.000 lượt khách du lịch. Riêng ngày khai mạc, con số này sẽ tăng lên gấp 3 lần. Giá phòng khách sạn dịp này vì vậy cũng sẽ tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Theo khảo sát của phóng viên báo Lâm Đồng, hầu hết các phòng khách sạn ở trung tâm đến nay đã kín phòng. Du khách có thể tìm đặt phòng ở các nhà nghỉ, khách sạn nằm xa trung tâm thành phố Đà Lạt từ 4 đến 5 km với giá mềm hơn. Chúc quý vị và các bạn tuần văn hóa du lịch thật nhiều niềm vui và có nhiều kỷ niệm đẹp với thành phố Đà Lạt. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.